Trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đơn chất, hợp chất và phân tử. Nội dung của bài gồm có các mục sau đây. Đầu tiên là đơn chất, thứ hai là hợp chất và thứ ba là phân tử. Ta vào phần đầu tiên trước là đơn chất. Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố. Ví dụ như là nhôm, sắt, khí oxy, khí hydro. Ta có thể chia đơn chất thành hai loại là kim loại và phi kim. Một số kim loại ta thường hay gặp như là đồng, sắt hoặc là nhôm, còn phi kim chúng ta có khí oxy và khí hay hydro. Trong đơn chất thì các nguyên tử được sắp xếp chặt khít với nhau. Còn trong đơn chất phi kim dạng khí thì nguyên tử đi chung với nhau thành từng cặp. Ta có mô hình cấu tạo đơn chất đơn giản. Một bên tay trái là đơn chất phi kim dạng khí và bên tay phải là đơn chất phi kim dạng kim loại. Với hợp chất. Hợp chất là những chất được tạo nên từ nhiều nguyên tố hóa học khác nhau. Lấy ví dụ như là nước gồm có nguyên tố hydro và oxy, khí carbonic gồm có nguyên tố carbon và oxy, hoặc là sodium carbonate gồm có nguyên tố natri carbon và oxy. Phân loại, ta phân thành chất vô cơ và chất hữu cơ. Nguyên tử của các nguyên tố trong hợp chất liên kết với nhau theo một tỷ lệ, một trật tự nhất định. Ta có một số mô hình cấu tạo hợp chất đơn giản. Bên tay trái là một phân tử nước, mà bên tay phải là một phân tử khí carbonic. Về phân tử. Phân tử là những hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau theo một trật tự nhất định và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất đó. Với phân tử khối là khối lượng phân tử tính bằng đơn vị carbon. Phân tử khối bằng tổng các nguyên tử khối cộng lại với nhau. Đây là một số ví dụ về tính toán phân tử khối.